ấy. 77 68 61 74 20 69 Raria Fago Calamedimot. Hai mươi sáu C sáu mươi mốt. Mình chỉ cần dùng cái tool trước mà mình dịch cái intro của mình ra xong rồi ra cái dãy này rồi mình đọc ra thôi, chứ làm gì mình có chuyện mình có thể thuộc được hay là biết được rằng là từng chữ cái nào để nó ra được số gì hay là cái dãy ký tự gì trong cái hệ thập nhị phân. Ở cũng đáng lẽ là mình định đọc cái hệ nhị phân đấy, nhưng mà cái hệ nhị phân nếu như mình đọc ra thì nó trông trông thế này này. Ừ, và mình không muốn đọc từng tí từng tí. Ít nhất là nếu như mình đọc cái hệ thập nhị phân thì nó là 66 gì đấy, các thứ đấy, thì cảm giác ít nhất là nghe nó như kiểu là mình đang đọc dãy số bingo, hoặc là mình đang đọc số đề 89. Chứ còn mình cứ đọc 001100 thì chắc là mình nghe trong như thằng thần kinh mất. Ừ. Rồi thì trước khi vào mọi thứ trong cái chủ đề chính của tập này thì một cái tin mà mình vừa mới nhận được cho cái mod Fago mà mình đang chơi đấy chính là mod Fago nó vừa có một cái cập nhật cũng khá là lớn, và nó thay đổi tương đối là nhiều thứ ở trong cái bản cập nhật này. Nó cho thêm một con bot mới là nó có tên là con Curse's Coffin. Đây là cái con bot được đánh sau Eye of Cthulhu, và nó được đánh ở tại một cái khu vực nhỏ, nó được generate ra khi mà mình tạo war ở cái chỗ kim tự tháp bên đằng sa mạc. Thì để mà mình có thể đánh được cái con bot này thì không có một cái lựa chọn nào khác, mình buộc phải chơi ở save file mới hoặc là mình sử dụng mod cheat vào để mà mình lấy được cái đồ mà gọi nó ra. Bên cạnh đấy nữa là việc rework lại một số các con bot, một số các cái cơ chế của những con bot hay là một số các cơ chế của biome. Ví dụ như nó rework lại toàn bộ cái phase 2 của con Brain of Cthulhu này. Cái lúc mà mình đánh nhau với nó thì úi rồi ôi, tệ hãi luôn nam. Nhưng mà mình bao nhiêu lần chết cho con Brain of Cthulhu nhỉ? Hình như là không ai nói hình như là tệ lắm. Cơ mà 59 lần chết này là 59 lần chết hình như là ở bên Calamity nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra? Nhưng mà trong khi rằng là cái phase 2 nó đã sửa cho cái việc đấy rồi, phase đánh của nó thì ít nhất là nó rõ ràng hơn. Bên cạnh đấy nữa là nó rework toàn bộ mọi thứ cho cái phase đánh của con Lifeline này. Thì tất cả những cái việc mà nó rework liên quan đến bot mà nó đã từng trải qua rồi thì mình sẽ xin có một cái video khác để mà mình đánh nó lại ở trong những cái war mới. Video đấy nó sẽ là có sau cái tập này thôi. Bên cạnh đấy nữa là việc nó rework lại hệ thống một số các cái item liên quan đến của Fago, thì là những cái enchantment hoặc là những cái show. Danh sách của những cái rework hay là những cái thay đổi đấy thì mọi người có thể xem trên cái đường link này ở đây. Còn những cái nào mà mình đã grab rồi mà mình đã sử dụng rồi mà nó có rework thì mình sẽ xin giới thiệu ngay tại đây luôn. Đấy chính là cái việc rework lại của cái Tiki Enchantment này. Cái Tiki Enchantment này bây giờ thì nó vẫn là buff cho của Summon, tuy nhiên thì dam của Summon Whip bây giờ nó có thể scale theo được cái dam của cái class mà bạn đang build, và Whip trong Eternity Mode bây giờ nó có thể được vụt nhanh dựa theo việc mình build theo melee speed. Melee Whip build anyone? Ai lại chơi thế bao giờ? Với vừa lại rằng là cái Tiki Enchantment bây giờ nó còn được cộng thêm được 20% cái độ dài của Whip nữa, mà khá là ngon. Thêm một cái nữa rằng là bây giờ khi mà mình Whip vào minion hoặc là Whip vào projectile của con quái mình nó bắn ra thì cái đòn đánh tiếp theo nó sẽ gây thêm 20% đam nữa. Phiên bản trước ở đấy thì cái Tiki Enchantment khi mà mình Whip vào người con Summon của mình thì trong vòng 0.8 giây tiếp theo đấy thì đòn đánh của nó sẽ luôn luôn được Whip. Nhưng mà nó hơi bị dở một chỗ rằng là bởi vì mình đã có được cái Spider Enchantment, nó cũng liên quan đến việc là Summon của mình nó có thể Whip rồi, thành thử ra là cảm giác là nếu như mình dùng Tiki thì cái Spider nó sẽ hơi vô tác dụng. Nhưng mà thà là mình cho cái con Summon của mình nó có thể Whip còn hơn, để mà mình có thể gọi là build theo cái hướng đồ theo kiểu lucky. Hiện tại đồ của mình build theo kiểu lucky này đấy, thì con Summon của mình được Whip cũng khá là nhiều. Thế thành thử ra là việc là mình có thể build Whip được từ con Summon của mình nó tự nhiên nó thành viable một chút. Nhưng mà mình không cần nhất thiết mình cần phải sử dụng cái Tiki Enchantment làm gì. Mà cũng tiện luôn liên quan Whip ở đây thì một cái Whip mới, chính xác là hai cái Whip mới nó được thêm vào cái bản Fago này. Đấy là một cái Whip được drop ra từ cái con Destroyer. Không biết là cái bác của nó có drop ra không nhỉ, mong là có. Hoặc là mình cần phải đánh nó lại thì nó mới drop ra. Hello goodbye. Nhanh gọn nhẹ. Wait. Nó không drop ra hả? 33%. Oh come on man, really?
Đây rồi, may quá vẫn ra được. Ok, thank you very much. Đây thì là cái Volta X trên này. Thì khi mà mình whip vào người con quái thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là có một cái tia sét được bắn ra từ những cái con đệ của mình ấy. Thì cái whip này về sau này cũng sẽ rất là cần thiết để mà nó có thể nâng cấp lên thành Z Destroyer, là phải sau con Abomination cơ, cũng tương đối là xa đấy. Đấy thì là đa phần những cái thay đổi mà nó sẽ có thể tác động đến gameplay của mình một chút. Còn những cái thay đổi còn lại thì mọi người phần đó có thể xem lại hết trong toàn bộ cái tranh vlog ở trên cái trang wiki của nó. Và rồi thì quay trở lại đến cuộc vui ngày hôm nay, chúng ta sẽ là đến cái con Dragon Folly trước à? Yeah right, mình quên mất cái con này đấy. Đang định rush thẳng đến con Ruby Ninja. À, cũng có một bạn bảo mình là thay vì mình sử dụng cái Master Ninja kia thì mình hoàn toàn có thể là sử dụng cái thuốc Ninja Potion. Ừ nhá. Chỉ mình không nhớ rằng là cái khả năng né tránh của nó thì nó có như kiểu là cái Master Ninja kia hay không, hay là đây là một cái dạng khả năng né tránh khác, tức là cái khả năng né tránh này của nó theo kiểu rằng là nó có tỷ lệ thôi. Cũng căn bản rằng là mình lại có thể sử dụng lại được cái Tiki Enchantment này rồi. Ừ đấy, thế tính thử ra mình lại muốn quay ra sử dụng cái Tiki Enchantment này. Còn tí nữa thì cái khả năng né tránh của nó là bao nhiêu giây hay là phần trăm thế nào thì biết ngay thôi. Và nó khuyến nghị là mình lên đánh con này ở phía rừng. Bỏ mẹ rừng thì mình làm gì có cái shit. Khó nhỉ. Na thế thì bắt buộc mình phải clear cái đống này rồi. 6 hours. Nà, không thực sự được phẳng feel lắm nhưng mà ấy là phong cách của mình hả? Ông cứ cùng bị khóc lóc một chỗ nào đó, lại đấy là phong cách của mình. Rồi, ok, Dragon Folly. Đây cũng cần thiết là một con mini boss thôi chứ không phải là một con boss quá là khó lắm. Đây là theo trí nhớ của mình là như thế. Ừ. Mà thực ra mình có cần nhất thiết mình phải đánh nhau thế này không? À thực ra không, đằng nào mình clear xong cái khu vực này thì về sau này mình còn có chỗ để mà mình đánh nhau với cái con gà nữa. Ừ, gà này. Oh my god, oh my god, oh my god, no no no, oh my. Tính nào, thôi try đi. Thôi, làm gì mà phải căng thế. Mày có định cho tao ra khỏi, mày có định cho tao ra khỏi đây không? Ê thôi thì tôi đánh lại con nữa này cho mọi người nhìn để ôm khổ quá. Đấy anh mà. Mừng mà chung quy là chỉ có việc còn đắt danh thôi chứ mình trái nhìn thấy các con này có cái gì đặc sắc lắm. Kệ mẹ đi. Bây giờ thì những cái đồ khác class nào mà nó có chữ material là kiểu gì kiểu mình phải giữ lại. Còn đâu những đồ khác bán đi cũng được. Red Lightning Container là gia tăng hiệu quả của cái ứng Rage Mode, đây là 1 giây. Ok. Và Infusion Feather. À nó để làm cái để gọi các con chờ Haren đúng rồi. Và về sau này còn để làm bộ Silva cần Cosmic Anvil thì đây là bộ sau con Devour God cơ thì đến lượt. Mà thôi khai vị với cái món chim nhồi thế được rồi. Bây giờ chuyển đến món chính là con Provid này. Giữa cái tập trước với tập này thì mình có crack ở đây rồi. Mình đánh nó vào buổi sáng hay buổi tối thì nó sẽ là Endrage lên ấy nhỉ. Endrage khi mà mình đánh nó vào buổi tối. Dạ, đánh nó vào buổi tối. Em hello, hello, chào chị ạ. Chị Endrage lên là chị có thể one shot được em đúng không ạ? Em không nhớ là one shot hay là two shot cho lắm. Nó có cái trò này, tao nhớ rồi. Ôi dồi ôi. Những cái trò của những cái con boss ở bên Calamity thì mình luôn luôn thấy là nó khá là nó đi theo một cái trình tự nhất định ở đó. Còn mẹ nó. Oh my god, 700 máu. Mà hình như là cái con này nó có cái debuff, nó cắt thời gian bay của mình hay sao mà. Ờ đúng rồi, nó cắt một nửa cái thời gian bay của mình đi kìa con sửa hơi này. Mình vừa dẫm vào một cái gì đấy. Đồ mod này bóp đồ mod kia rồi. Đấy, đam của mình bây giờ lại wow. Hết. Ở đây đam của mình bây giờ nó còn vài trăm trên giây này. Thế với cái cảm giác rằng là có một cái gì đó sai sai với cái Elemental X. Ây dạ. Bắt đầu máu của nó thấp rồi. Ui. Go, where is my damage man? Isa. Where is my damage? Vôn. Ôi, mình không hiểu chuyện gì xảy ra cái đam của mình cái lắm. That's kind of small. Yeah, nó là hạn chế đam à. Đấy, khi mà mình ấy xong được adrenaline rồi thì bỗng dưng là đam của mình fall thì rất nhiều, như vậy là hạn chế đam trong khoảng thời gian. Có nghĩa là mình có dùng adrenaline cả khác như kiểu là mình không dùng adrenaline. Thế mục tiêu của cái việc có adrenaline là cái gì? Yeah, it's so boost.
hết rồi. Đây không phải là binding của Isaac với lại Enter the Gungeon kéo đâu mà nó cần phải là cơ chế đấy nhỉ? Có chịu kinh. Chắc là Enrage được thế. That animation. Holy enemy target. I fucking hate that. It's so garbage of a mechanic. Like mình đang phải phọt tiếng Anh ra bởi vì thực sự thế à? Bao nhiêu lần thử nhỉ? Xem. Các bạn nó cũng tương đối là ít những cái đòn đánh khác nhau. Gần như là nó chỉ lặp đi lặp lại những cái trò đứng im để bắn tẽ ra các cái projectile này, đứng im để bắn tẽ ra những cái ốp này, liền kề với đó là những cái đòn như kiểu là nó tạo ra các cái giải mưa projectile trên đầu xuống này. Trước đấy nữa thì là nó bắn các cái cục như kiểu là các cái cục thiên thạch to đùng ấy đấy, xong rồi nó vỡ ra thành những cái flame nho nhỏ đấy để nó đuổi theo mình một chút. Xong rồi mày có mấy cái phê laser vân vân. Ừ, đương nhiên là ăn một đòn của nó thì cũng không được vui vẻ gì lắm đâu. Mày cắt 700 máu. Với lại cái con này nó có một cái đặc biệt ở một chỗ rằng là tùy thuộc vào cái khu vực mình spawn nó ở đâu, là ở Hollow hay là ở địa ngục, thì nó sẽ có được những cái đồ drop khác nhau, để xem là có đúng không ấy nhỉ. Defeat vào buổi tối khi mình summon nó ở khu vực Hollow thì mình được Elysian Wing và Elysian Aegis ở Underworld. À thế là mình có cả hai à? Hả? Cũng được, nó đỡ phiền toái một chút. Nên cũng là vấn đề là do từ cái việc là đồ summon của Fago. Thế ở back ta thì giờ lắm đồ ấy. Rồi material tao cứ giữ lại, không biết nó là cái gì đâu, nhưng mà cứ để đây. Blazing Core, ấn nút nào đó để parry. Nà, không phải đọc thêm nữa. À, và Dazzling Stabber Staff này. Holy damage. Đấy là đương nhiên mình còn đang whip kết hợp với cái ứng cục Tiki Enchantment nữa thì nó mới được nhiều như này. Còn đâu thì bản chất nó thì nó chỉ gây tầm khoảng là 16-17 nghìn máu, thế là được, thế là update rồi. Simple sub nha. Chấm điểm. Mình lại sâu kết bố item trước khi mình chấm điểm. Proficiency. Độ khó thì cũng khá là răng vì cái mechanic mà mình vừa phát hiện ra đấy. Thì với lại là mình còn đang đánh ở Enrage mode nữa. Ừ, thì cũng khá là khoai tây khi mà một cái projectile nó đập vào mặt thôi là
Nhưng mà theo mình thấy thì cái cơ chế của nó không có quá là nhiều thứ để mà nhớ lắm. Thôi thì cũng có thể là 9, nó chưa được lên được cao hơn, bởi vì rằng là do cái cơ chế của nó không nhiều lần đánh lắm. Nhưng mà thôi, không nhiều lần đánh lắm nó cũng là một lựa chọn tốt. Nhiều lần đánh quá thì mình lại không nhớ được nổi. Tại sao mình đòi hỏi gì nhỉ? Thôi thì 9 độ khó đúng rồi, còn cơ chế mình vừa mới phân tích xong thì nó cũng chỉ được tầm khoảng 8, 8 rưỡi thôi. Không có nhiều thứ gọi là quá nổi trội lắm. Nhạc nền thì ok, ổn, nghe cũng được, nghe khá là hợp theme với những kiểu là ancient light, đây ánh sáng các thứ đấy. Solid là 8 rưỡi. Còn animation thì đẹp, bóp từ điểm này rồi thì rõ ràng là animation là nó rõ ràng cụ thể rồi, là nó màu mè rồi, thì cho nó được ở mức 8.25, chưa hẳn là quá là đến được con nào mà quá smooth mỹ miều lắm. Smooth với mỹ miều nhất thì mình chỉ nhìn thấy là cái con Astro Garden là cái animation của nó là khá là mượt thôi. Và tổng điểm trung bình cho con bot này thì là 380/700 nanomet, đấy là cái giải tần ánh sáng mà mắt người mình có thể nhìn thấy được. Mà món chính thì đã xong rồi thì chỉ còn mỗi món tráng miệng thôi. Mà món tráng miệng này nhiều vị vãi cả luyện đấy nhỉ. Mình nhớ là mấy cái con boss này nó cũng chỉ là mấy cái con nó thế nào nhỉ. Cái lần cuối mình đánh cũng lâu lắm rồi, cái lần này mình chơi Fago ấy đấy, thì theo mình nhớ không nhầm thì nó cũng tương đối là tàn tàn thôi. Mấy con này không có mấy nhờ các cơ chế lắm, với lại animation của nó cũng xấu mà. Ok, tôi nghĩ là mình có thể rush được luôn tầm khoảng là 3-4 con đi trong cái tập này cũng được. Sigil of Champion là mình đang thiếu một chút Coral, Soul of Line 9 và Forbidden Fragment. San Ho thì hình như là mình mua được cái bác của con Desert Scott, nó cũng drop ra đúng không? Yep, là có drop ra thật. Và cả Frosco nữa à? Bài có bán được cho mình Forbidden Fragment mà tại sao lại không bán được Frosco? Ôi trời ơi. Rồi, thế là bán được rồi đấy, very good. Jesus, sao làm thế? Oh my, lắm đồ thế này. Thế được rồi, fucking hell lắm đồ. Sigil of Champion. Nhưng mà mình đánh xong được cái con Providence Sigil rồi, chẳng lẽ nó không thể craft được thêm cái gì khác à? Mình có cái Divine Geos này thì nó có thể trực tiếp là craft được cái gì không? Uli Blue 3, à, 3 trong rừng à? Any Summon? Úi dồi ôi. À, Cosmilite 3, Cosmilite là còn lâu đấy. Nhưng mà gần Shimmer. Interesting. Thế thì trước tiên cái mình thích xuống dưới đây để đi kiếm thêm một chú các cái ore đó. Yep, nó ở trong rừng. Đây là chắc là mấy cái ore đấy. Hả? Chưa đào được à? Wait. Alright, phải là pickaxe của Tia Lunar. Đây, Uli Bloom All, very nice. Và Uli Bloom 3 để ra được bộ Taragon này. Mũ Summon thì lại là Damn Reduction này. Interesting. Và cái chất ngực. Bộ này thì set bonus của nó sẽ là 50% Invis Summon Dam và 3 Mark Minion. Cuối cùng là Mark Minion của mình hiện tại là bao nhiêu nhỉ? Hình như nó còn ít hơn so với cả bộ Stardust. Dạ, ít hơn 2 Minion slot so với bộ Stardust mà. Nhưng mà bộ này thì cái giáp ngực của nó thì lại cho mình được Live Regen và mắc máu. Ok, nhưng mà mất 2 Minion slot đi à? Cảm giác là mất 2 Minion slot có nhiều hơn so với việc là mình mất đi tầm khoảng là vài phần trăm Minion Dam ấy. Giảm tỷ lệ spawn quái đi và gia tăng tầm nhặt team. Với và lại là quái nó có thể có tỷ lệ để mà rớt ra team khi mà nó chết. Còn cái gì khác? Mình có thể làm ra được thêm một chút máu tối đa này. 25 máu tối đa. Thank you. Đồ Summon thì là nâng cấp được rồi. Ok, nó là nâng cấp của Snapthorn. Nhưng mà mình chưa từng bao giờ mình làm Snapthorn. Blossom Blessing 690 đam, very to. Thế còn cái item này thì sao, nó là material để về sau này thành một đồ item nữa của Traded Fort. Ok, cứ làm đi, chết đi ai. Rẻ mà. Một con Dazzling Staff của Staff chỉ mình nó thôi thì gây được tầm khoảng là 1.400-1.500 đam gì đấy. Còn một con này thì sao, con này. Sao cái hitbox nhìn trông ngu thế? Sao? mày đánh lại cái trò lúc bẫy ra mà. What the fuck is this hitbox? Yeah, it is so garbage man, holy. Và thằng này, nó có bán cho mình được Supreme Healing Potion này. Very nice, hơi đắt ý nhỉ. Mà nó có Endless Supreme Potion không? Hình như là không. Mấy cái loại thuốc của Calamity thì Fago nó lại không có cái phiên bản Endless của chúng nó. Nó bị chán. Đắt vãi nhại ở đây. Rồi, all set. Bây giờ thì chúng ta là thưởng thức vài món tráng miệng một tí nhỉ. Chắc là cũng dễ thôi. Con đầu tiên là con Timple, là đánh ở phía trên mặt đất vào ban ngày. Nếu như mình đánh ở trên mặt đất mà mình lại đánh ở Hallow thì nó có vấn đề gì không? Đây, Hallow ở đây thì nó sẽ thành là Champion of Light. Thì mình bắt buộc phải đánh ở chỗ nào khác. Bên này trắng. Con này này. Thế như là nó vẫn chứ. Úi dồi ôi, thì bẹ. Úi dồi ôi, Mày ơi. Relax, dog. Trông như con tăng động.
Ôi dồi ôi, vậy tao động thật. Tả là mấy con sóc này, xong rồi mày nhảy cao quá. À có vẻ như là nó cố tình nó storm vào vị trí mình đứng luôn hay sao ấy. Thì thử ra là mình có bay cao trong nữa thì nó có tác dụng. Oh my god, what the, what, relax man, holy Spider-Man, Batman. Ôi nhồi ôi. Mày bắt đầu học được mấy cái trò của bên Calamity rồi đấy, là càng nhanh càng tốt đúng không? Ừ, tao biết rồi. Cái gì cơ? Nó tạo ra mấy cây, bắn ra mấy cái acorn, mấy cái quả hạt thông vào mặt mình. Oh my god, Nani? À rồi, hết rồi. Nó làm thế để dọa thôi. Mình cần bình máu, ok. Wow, what the fuck? Oh my god, tụt FPS, holy, chấm project high. Oh my. Di chuyển kiểu chéo chéo thôi là ok. Ôi, tuyệt vời. Vậy là đứng dưới đít đó là ok cho cái phây mưa đấy này. Phây này thì không vấn đề lắm. Tao này ăn tỉ những cái phây nó khó chịu này rồi. Phây này thì mình không nên đứng ở phía dưới hoặc là phía trên đầu cái cây thôi là ok. Mình bóp được Adrenaline một lần thì mình nghĩ con này là chết rồi đấy. Xong rồi thì cái phây laser tu repet. Ở trên mẹ đi, khổ mẹ vãi cả đùi. Nhìn cái quạt tụt FPS. Đương nhiên nó cố tình làm thế, nó không cho phép mình chạy ra khỏi cái tầm ấy để mình chi. Nhưng mà mình chắc chắn là nó có thể có được cái cách để mà nó tạo ra được một cái border ảo để không cho mình đi ra ngoài rồi chứ. Mình biết là có rất nhiều con boss nó có thể làm thế rồi. Ừ, chứ không phải là làm cái kiểu kia. Ừ. Thế đấy là Champion of Terra là spawn ở dưới underground. Thế là có đủ to hay không thôi, hay là mình cần phải chuẩn bị mình cảm giác là không. What are you doing? Ok. À mấy cái pay tool đấy là của mình chứ nó phải là của con boss phải đâu. Ở đây mấy cái pay tool này là của mình chứ không phải là con boss. Úi giời ơi, ok, relax brother. Thấy đâu vậy? Nó còn đến kìa. Tao không biết là mày có thể sống được qua cái adrenaline không. À ở phase 2 à? Dạ tao không nghĩ là mày có thể sống qua được cái adrenaline đấy. Nhanh gọn nhẹ không tính tiền. Cũng với cả lại là mình đang chơi cùng với của Calamity nữa đấy. Thành thử là giả sử như là nhá, mình chơi Fago bình thường thôi mong đấy, thì sau Mulon thì mình chỉ hoàn toàn sử dụng những cái đồ của Mulon để mà đi đánh những cái con champion này, thì cảm giác là cái ba lần của nó khó một chút, do là nó không có được cái lượng boss ở giữa này bao gồm là cả cái con Providence này để mà nó cung cấp cho mình những cái item của chia những con đấy ra đấy. Thành thử là mình nhớ là có một cái series mình chơi Fago mà mình chỉ chơi Fago thôi, mình không có chơi Calamity, thì mình đánh cái bọn đánh nào nhỉ, nó có quá tệ không? Con thứ ba trông xấu ảo đấy. Rồi giờ hai cái tay của nó đấm hai bên này, được cái là Spire con này thì nhìn trông nó có vẻ là khác bọn nó một chút. Và nó bắn cái gì đấy mà mình không thể nhìn được nổi, hoặc cái đấy là cái projectile của mình. À rồi nhớ rồi projectile như kiểu là cầu lửa đấy, mẹ dùng Spire của Vanilla khác nhìn trông buồn mắt cái lìn. Không rõ đấy là projectile của mình hay là projectile của nó. I don't know what the đây là projectile của nó ở mấy crystal đấy. Mình cũng có item mà bắn ra cái crystal đấy mà đâm ra mình đang bị hơi bị loạn cả lên đấy. Rồi nó bắn hai bên sang. À đúng rồi, đây là projectile của nó. Wow, damn, ok, challenging hơn rồi đấy. Mình nghĩ là mình không cần nhất thiết là mình cần phải đi di chuyển theo kiểu nhiều quá làm gì. Thật nhiên là những cái đấm của nó luôn luôn đấm theo kiểu đấm chéo, thì thực ra mình chỉ cần lên xuống thôi. Những cái projectile đấy thì rõ ràng là mình cần phải di chuyển xuống thăm hơn một chút. Thật ra tao không nhìn thấy nó làm gì. À dậm xuống, ok, anh đi đát. Nó khạc cái ra là mình cần phải né từ từ sang bên một thánh này. Đã nhớ một chút cái trò này rồi. À crystal, những cái crystal này nó còn tẽ ra, đâm ra là mình cần phải để ý cái cục chính của nó. Nên mình cần chỉ để ý cái tay của nó thôi. Nên cho gì đây, lại đấm tiếp. C, phase 2. Giá phase 2 của nó được hồi máu là bullshit. Cho tao luôn. Ở đây mình không được phép là né quá là xa, mình chỉ cần chạy lên chạy xuống thôi. Tao sợ là mày không sống được khỏi qua cái adrenaline này để mà được đến cho tiếp theo. Hoặc là mình không sống được qua đoạn adrenaline này vì mình đã không chạy né. Cái trò này mình tương đối là khá là ghét cái trò này. Và easy clap, Jesus, nói luyên mồm. Nhưng mà sao cái con sóc đầu nhìn trông ảo tục. Đến những con sau này bắt đầu hơi tù đi một chút. Con tiếp theo là Up Nature là Underground Snow. Underground Snow á. Không ổn rồi. Vấn đề là mình không có chỗ nào để đánh nhau cả. Mình từng nhớ trong một cái series nào đó mình từng chơi thì có một cái item nào đó mà sử dụng để clear arena rất là tốt mà nhỉ.
À, mình có không nhớ là từ cái mod nào cơ. Hold on. Cái stab of Starburst ấy, tức là mình có thể sử dụng một cái stab để mà mình kéo một phát, nó giống như kiểu là mình đang sử dụng pin frame với set frame này để mình kéo camera để mình phá được toàn bộ tất cả những cái block ở trong khu vực đấy. Mà mình lại không thể nhớ nổi rằng là đấy là cái item nào hay là từ cái mod nào mà ra. Hold on, để mình ra ngoài mình móc lại xem đấy là cái mod này. Mình biết là cái mod hỗ trợ thôi. Oh, that one, this one, quality of Terraria mod của tàu, đương nhiên rồi. Giáo sư sáng thứ, chỉ an lý. Mình có tải cái đấy cho, không chờ để mà mình sử dụng. Cắt để với quality of like Terraria control panel, we just have a hotkey and a shortcut. Ok, thank you. Play a start find item, oh my god, damn. Weather control, mình cần phải sử dụng những cái item mà mình, right. Big backpack luôn. À, bật được tùy chỉnh lên à? Damn, wow. Đây là auto charge à? Holy shit. Và đây là one of star blast này. Là mình cần one of blast trước. Khá là đơn giản này nè. Và one of star blast đây rồi. Bị cái răng là hình như là nó dùng mana. Nó sử dụng cái sao? À không à, trước đây mình nhớ là có nó dùng mana chứ. Ok. Oh my god, I'm about to kill. Để mà mình có thể tắt được những cái infinite buff thì mình mở personal config à? Holy shit, lắm setting đi. Hai buff icon for infinite potion, save config và damn. Ok, mình impressed về cái mod này rồi đấy. Mình đã quên mất là cái mod này nó tồn tại. Và mình cứ đi theo cái lối cũ ta về là dùng Louis FK. Đấy, Louis FK đó là xưa lắm rồi. Cho dù đương nhiên là cái bản Louis FK này là cái bản mà nó làm lại rồi đấy. Đây mới là tương lai này. Holy. Dạ, từ bây giờ trở đi mình mà chơi mod Terraria là phải có mấy cái mod này rồi. Cả Louis FK cả mod này luôn. Trong những cái tình huống mà mình cần phải có một cái chỗ đánh nhau cấp tốc này. Ôi dồi ôi, nhiều đầu, rất nhiều đầu. Nó bắn ra được những cái projectile theo kiểu là xoay xoắn đấy. Bây giờ là đến lượt những cái đầu của nó đuổi theo mình để nó đánh à. Có vẻ như là người của nó không thực sự là có ấy. Nani? Tao còn không biết là cái gì của tao với cái gì của nó đâu cơ. Cái phây đấy nó drop nước kiểu của nó xuống này. Bây giờ thì phây cả tao không nhớ cách để mà tao đè cái đấy. Cái này thì là sao nhỉ? I don't remember. Hit by something là mình không rõ lắm. What the fuck? Là sẽ tao cắp tao. What the fuck? Wow, tao mù rồi. Nó cái tầm nổ vàng là sai. Ok, mưa. I, what the hell? Nature eyes, sure. Okay, you can... Why you fuck an absolute like dog shit? Okay, god fight. Laser là cái trò gần như là dễ nhất. Sau khi đã hiểu rồi chuyện gì đang xảy ra rồi thì laser là cái trò dễ nhất. Oh my god, ai mà biết được nó làm hai trò laser trong cùng một lúc. Mưa bay, mưa nhiều vãi nồi. Trình diễn ánh sáng vừa thôi. What the fuck was that? Voltage. No.
chua. Get the fuck out. Biến. Holy. Nó không cho mình biết là rằng là mình chết bao nhiêu lần cơ. Vãi cả linh hồn. Dude. Đây là cái con mình cần phải farm được chứ không phải là nó farm mình. God damn. Phải đánh con tệ giá bao nhiêu thì phải holy fuck.